Phú Yên thực hiện giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 27 tháng 6. Ghi nhận 5 ca COVID-19, Quảng Ngãi giãn cách xã hội 2 xã thuộc thị xã Đức Phổ. Từ 12 giờ trưa 26 tháng 6, áp dụng chỉ thị 16 trên CTTTG ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với xã Phổ Châu và xã Phổ Thạnh thị xã Đức Phổ. Sáng 26 tháng 6, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chủ trì họp khẩn với Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19. Theo báo cáo của Sở Y tế Quảng Ngãi, đến sáng 26 tháng 6, tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận 5 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. 5 trường hợp này gồm vợ, hai con và hai người bạn của bệnh nhân 14.442, nam tài xế người xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Ngày 26 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh Phú Yên từ 0 giờ ngày 27 tháng 6 theo chỉ thị số 15 trên CTTTG ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tỉnh Phú Yên tiếp tục triển khai các biện pháp quyết liệt khẩn cấp phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể nhân dân tiếp tục quán triệt tinh thần chống dịch như chống giặc, bảo vệ tốt nhất sức khỏe của nhân dân, quyết tâm cao, nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ phòng chống dịch, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, tăng tốc thực hiện các biện pháp phát hiện sớm nguồn lây, cách ly kịp thời, khoanh vùng nhanh gọn, dập dịch triệt để. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Y tế tỉnh chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm, trang thiết bị y tế đảm bảo phục vụ công tác phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ. Đồng thời, Sở Y tế tỉnh tổ chức tiếp nhận các thiết bị xét nghiệm và khẩn trương khai thác phục vụ công tác xét nghiệm đáp ứng nhu cầu truy vết thần tốc, khoanh vùng, dập dịch, tổ chức điều trị tốt các ca bệnh xác định, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ chuyên môn của tuyến trên. Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung rà soát yêu cầu khai báo y tế, khẩn trương truy vết, khoanh vùng, dập dịch, tổ chức cách ly y tế theo quy định, không để xảy ra lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung và lây lan ra cộng đồng, mở rộng các cơ sở cách ly tập trung hoặc triển khai mới đảm bảo tiếp nhận cách ly với số lượng lớn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố được quyết định áp dụng các biện pháp phòng chống dịch với cấp độ cao hơn phù hợp theo diễn biến dịch, theo từng khu vực và cấp độ theo quy định. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố tăng cường trách nhiệm, bố trí nhân lực, phân công cụ thể để thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả, tập trung việc truy vết, khoanh vùng, thực hiện các biện pháp giãn cách, cách ly phù hợp tình hình. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương chọn một số cơ sở trường học có đủ điều kiện để làm cơ sở cách ly y tế tập trung, báo cáo cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh cụ thể tên cơ sở và số phòng phục vụ cho việc cách ly tập trung. Đồng thời, Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng và địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm, chốt và các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh phòng chống dịch COVID-19, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19. Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, từ ngày 23-26 tháng 6, tỉnh Phú Yên đã ghi nhận 20 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Tất cả các trường hợp trên đều liên quan đến BN13960. Đến nay, tỉnh Phú Yên đã truy vết được 280 trường hợp F1 và 754 trường hợp F2. Tỉnh Phú Yên đã đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ test xét nghiệm COVID-19, huy động toàn bộ nguồn nhân lực trong ngành y tế để hỗ trợ các địa phương đang có dịch, đồng thời vận động toàn bộ người dân thực hiện khai báo y tế. Phú Yên thực hiện giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 27 tháng 6. Ghi nhận 5 ca COVID-19, Quảng Ngãi giãn cách xã hội 2 xã thuộc thị xã Đức Phổ. Từ 12 giờ trưa 26 tháng 6, áp dụng chỉ thị 16 trên CTTTG ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với xã Phổ Châu và xã Phổ Thạnh thị xã Đức Phổ. Sáng 26 tháng 6, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chủ trì họp khẩn với Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19. Theo báo cáo của Sở Y tế Quảng Ngãi, đến sáng 26 tháng 6, tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận 5 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. 5 trường hợp này gồm vợ, hai con và hai người bạn của bệnh nhân 14.442, nam tài xế người xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Ngày 26 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh Phú Yên từ 0 giờ ngày 27 tháng 6 theo chỉ thị số 15 trên CTTTG ngày